Kênh Nhật Bản com chào tất cả anh em cầu thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần việc cho anh em câu cần em bán, đó là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi em xin phép lên cần một máy nha. À, đầu tiên em xin phép lên phao thông minh nha. Phao thông minh nano này, đây. Ngoại hình siêu đẹp nha. Ánh kim nano, ánh kim này, phao nó chạy thế này nha. Rồi, một quả này là giá 20k một quả, 20k một quả phao nano nha. Đây, 20k một quả nha. Rồi tiếp tục, bên em có bán phao điện bên em có hai loại, loại là phao dài này, và phao bầu nha. Loại này mỗi loại là 35k một quả nha. Ngoại hình là cực kỳ đẹp luôn. 35k một quả phao điện. Phao điện câu đài nha. Rồi tiếp tục, bên em có bác lưỡi câu là lưỡi từ số 8, số 7, số 3 này, số 7, số 8, số 9, số 10 nha. Số 7, số 8, 9, số 10. Rồi một hộp này là như số 3 là được 40 lưỡi nè, số 9 là được 24 lưỡi nha. Rồi một hộp này là giá 20k một hộp, 20k một hộp nha. Số 8 là được 28 lưỡi và số 7 là được 32 lưỡi nha. Rồi, số 3, số 7, số 8, số 9, số 10. Rồi, mỗi hộp đồng giá là 20k một hộp. Đây, 20k một hộp nha. Rồi, tiếp tục bên em có bán thẻo còn về cho anh em câu đài. Thẻo về cho anh em câu đài, loại này là loại 0.4, sức tải của nó là 1,6kg nha, thích hợp cho anh em câu đài này. Rồi, một hộp này giá là 50k một hộp. Phun carbon 100%, phun carbon 100% nha. Rồi, loại 0.4. Tiếp tục, bên em có bán cước, loại này là loại một cụm 500m. Dòng này cũng dòng carbon đi. Đây, dòng này cũng rất là mềm. Bên em có 4 size. Loại 3.5 là 500m. Sức tải của nó là 8,6kg. Sức tải của nó là 8,6kg nha. Một hộp một cụm 500m này là giá là 100k một cụm nha, 100k một cụm. Rồi tiếp tục, loại 1.5 cũng loại 500m, sức tải là cũng 5,9kg, rồi cũng là 100k nha, đồng giá. Loại 4.0 là sức tải là 10kg. 4.0 sức tải là 10kg nha, cũng 500m, một cuộn này là giá là 100k. Tiếp tục size 2.5. 2.5 này là thích hợp cho anh em làm thẻo luôn, relock rồi rất ok nè. Rồi loại này là 500m, sức tải là 7,3kg, giá cũng 100k một cuộn 500m này. Tiếp tục là một cuộn cước full carbon, loại này là độ dài tới 150m, cũng thích hợp cho anh em làm thẻo lưu rê lóc hoặc là con ngâm lên xe gì cũng đều hết. Cước 1.5, sức tải là 7,9kg. Rồi một cuộn này là 150m, giá một cuộn này là 200k một cuộn nha, full carbon 100%, phun carbon 100% nha. Giá cuộn này là 200k. Tiếp tục, loại 2.5 cũng thích hợp cho anh em lưu rê lóc còn ngâm lân xe. Sức tải là 9,3kg nha. Loại này cũng phun carbon 100%. Đây, độ dài là 150m. Độ dài 150m nha, phun carbon, cước tàng hình. Rồi, giá là 200k luôn. Tiếp tục là loại 8.0. Loại 8.0 là sức tải là 21kg nè. Loại này thích hợp cho anh em săn hàng câu trắm đen. Rồi, không là tương đương với 0.50 á, là cước 8.0 nha. Đấy. Rồi, dòng này cũng phun carbon 100%, độ dài là 150m, giá là 200k một cuộn. Bên em có bán cước công nhện. Cước công nhện loại này là 0.40, sức tải là 17,5kg. Rồi, một cuộn này để cho anh em giá là 40k một cuộn này, 40k một cuộn cước công nhện nha. Rồi, bên em có bán cước thẻo nữa. Cước thẻo loại này là loại 1.0, loại này là màu xanh nha, cũng dòng thuốc thẻo. Một cuộn này là giá là 50k, có size 1.0, 1.5, 3.5, 3.0 nha, đồng giá 50k một cuộn. Như 1.0 là sức tải là 4,5kg nè, dòng này làm thẻo hoặc lưu đê rất là ok. Rồi, đầu tiên xin lên một cặp máy. Đầu tiên xin lên một cặp máy câu. Rồi, cặp máy câu China xuất Nhật nha.
xay thêm máy một xay thêm máy 2000, xay thực là 2000, mô bi sóng đuôi tay trái phải. Thông số cước của nó này. Thông số cước của nó. Cước số 2 vào được 150 à 115 m, cước số 3 vào được 85 m và cước số 4 vào được 70 m. Rồi xay thêm máy 2000, xay thực là 2000, mô bi sóng đuôi tay trái phải. Máy hoạt động mượt mà nha. Rồi tiếp tục. Con số 2 cũng vậy, y vậy luôn. Con này cũng China xuất nhập, dập tay mắng hôi. Cũng xay thêm máy 2000, xay thực là 2000. 2000. Gatio là 5. Rồi, một cặp máy 2000. Để anh em giá cặp này là cặp máy 2000, để cho anh em giá là 300k nha, 300k hai máy. Mô bi sóng đuôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà, 300k hai máy nha. Xay thêm máy 2000, xay thực 2000. Dòng này cực kỳ bền luôn, tay quay bằng cơ này. China xuất nhập chập tay mắng hôi nha. Rồi, cái này mã số cặp này cặp số 1. Giá là 300k. Tiếp tục mã cặp máy số 2. Máy số 2 là một con máy Ryobi. Con máy Ryobi cho anh em câu lưu rê lóc, câu UL cảm giác. À, con này là Ryobi Taiwan. Taiwan nha, Ryobi Taiwan xuất nhập. Dòng này là full carbon 100%. À, full carbon nha. Cước số 3 vào được 70 m, cước số 2 vào được 100 m và cước số 1.5 vào được 130 m. Rồi con này là xây theo máy là 1.500 nha. Tức là cho anh em lưu rê lóc, câu là cảm giác, câu tôm, câu mực. Rồi, con này là tay quay. Rất là bền, cũng tay quay bằng cơ luôn, phun carbon. Xây 1.500. Tay quay xuất nhập. Rồi con này để cho anh em giá là 250k mã số 2. Dòng mà cực kỳ bền luôn. Máy thì hoạt động mượt mà nha. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục cũng là một con máy câu. Con này là xay thêm máy 2000, xay thực là 4000. Mô bi sóng đuôi tay trái phải. Dòng này thì có cũ theo thời gian nha, nhưng mà rất là bền, xay thêm máy 2000. Gatio con này là 5.3. Mô bi sóng đuôi tay trái phải. Máy thiết kế rất là chắc chắn luôn. Dòng này là mình lau chùi ra là cũng còn rất là đẹp nha. Rồi, con này là xay thêm máy 2000, xay thực là 4000. Mô bi sóng đuôi tay trái phải. Máy hoạt động mượt mà. Rồi con này để cho anh em giá là 250k. Con này cũng China xuất nhập, 250k mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một con máy Daiwa. Con máy Daiwa Tournament. Dòng Tournament nha. Dòng Tournament là dòng cao cấp của thằng Daiwa nha. Dòng này là 4050i nha. 4050i nè. Nó ghi Infinter nữa nè. Dòng này là dòng Infinter nha. Dòng này dòng đời cao nè. Đời cao ABS nha. Đuôi chuột, mô bi sóng đuôi tay trái phải. Xay theo máy tầm 6.000. Xay 6.000 nha. Đời cao ABS. Rồi thông số cước. Loại này thích hợp cho anh em săn hàng nha. Chạy 3 bạc đạn. 0.35 vào được 190 m. Là tương đương cước số 4 vào được cước số 6 vào được 150 m nha. Con này tương đương với máy 6.000, mô bi sóng đuôi tay trái phải. Loại này thích hợp cho anh em săn hàng. Dòng máy này là full kim cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Rồi Tournament. Rồi mã số 4 nha. Xay 6.000, giá em này là 1.000.000. Câu này là đây qua Japan Tournament in Fitter. Rồi mã số 4 giá là 1.000.000. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Một con máy câu rồi. Một con máy câu lưu rê máy ngang nha. Lưu rê máy ngang. Con này là dòng Ryobi. Ryobi lưu rê máy ngang này. Máy hoạt động mượt mà này. Đấy. Rồi. Tay con này là tay quay tay trái nha. Cầm cần tay tà phải. Tay quay bên tay trái. Tournament. À. Con này là chạy 5 bạc đạn này. Gatio con này là bao nhiêu đây? Gatio con này là 6.1 nha. Gatio là 6.1. Lưu rê máy ngang. Lưu rê máy ngang nha, tay cầm là bên tay phải, tay trái chứ, tay cầm là bên tay trái, tay quay bên tay trái chứ, cầm cần bên tay phải. Rồi con này mã số 5 này để cho anh em giá là mã số 5, rồi để cho anh em giá con này là 650k, mã số 5, 650k, lưu rê máy ngang tay trái. Tiếp tục mã số 6. Số 6 là một con máy China xuất nhập.
Mã số 6, một con máy China xuất Nhật, xe thư máy 2000, xe thực là 4000, mô pin sống đuôi tay trái phải, máy là hoạt động mượt mà này. Thông số cước của nó là cước số dòng này thích hợp cho anh em con ngâm lăn xe nha, hoặc lưu relap cũng được. Cước số 4 vào được 180 mấy, cước số 3 6 vào được 140 mấy. Rồi con này xe thư máy 4000, xe thực là 4000, mô pin sống đuôi tay trái phải. Mã số 6 để anh em giá con này là 250k. Mã số 6 250k nha. Máy trời xây 4.250k, mã số 6. Gatio con này là 4.6 nha. Gatio là 4.6, mô pin sống đuôi tay trái phải, hồi thứ hoạt động mượt mà, 250k, mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 7 tiếp tục là một con máy câu thích hợp cho anh em câu câu ngâm, lăn xe, câu thủy điện, nói chung là câu biển nữa nha. Dòng này là tra cước có trợ lực này. Rồi con này là xây thương máy 7000, xây thật là 7000, mua pin sống đuôi tay trái phải, mã của nó là 737. 737 nha, đây qua Japan. Đây qua Japan phun kim loại, tay quay kim loại, cấu kim loại và thân cặp kim loại luôn. Đấy, phun kim loại nha. Cốc trợ lực ra cước này. Rồi. Loại này thích hợp cho anh em sân hàng. Olympic Japan ngụ hình máy thì có xe xước đây. Đây. Có xe xước nha. Có xe xước đây qua Japan nha, đây hàng nội địa nha. Mã số 7, mã số 7 này để cho anh em giá là mã số 7 để cho anh em giá con này là 550k. Mã số 7 550k, xây 7000, thích hợp cho anh em tăng hàng câu cá lớn nha, xây 7000, máy hoạt động mượt mà, hai chế độ keo và không keo nha. Rồi mã số 7 tiếp tục là số 8. Mã số 8 là một cây cần câu. Mã số 8 là một cây cần câu mini rút độ dài, cái này là 1.65, pass là pass hẳn bằng vàng phen này. Vàng phen là ở xí xám, vàng phen là ở xí xám, độ dài 1.65, độ cứng cây này bao nhiêu đây? Độ cứng cây này là 20-25, độ dài 1.65, thích hợp cho anh em câu ngâm, lưu rê lóc. Vàng phen là ở xí xám, mini rút, bỏ cúp xe, thu gọn cây này là 40cm. Mã số 8, mã số 8 này để cho anh em giá là 250k. 250k vàng phen là ở xí xám này, pass là pass hẳn bằng. Rồi mini rút độ dài 1.65, mã số 8 Hàn Quốc xuất Nhật, 250k. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay, một cây cần mini rút độ dài, cái này là 2m4 nhưng mà cây này thu gọn tới 80cm nha. Cái này thu gọn 80cm, độ dài 2m4, hàng Japan, pass là pass hẳn vặn, vàng khoen cũng vàng khoen lỡ xí xám thế này đây, vàng khoen lỡ xí xám. Rồi mini rút độ dài 2m4, thu gọn 80cm, ngọn hình đầu rút ra đây, rút ra này nó bị dính bụi nha, nói chung là hình còn rất là mới. Mi rút mã số 9. Độ cứng cây này bao nhiêu? Độ cứng cây này là 25. Độ cứng 25, độ dài 2m4, chất liệu phíp. Rồi cây này mã số 9. Mã số 9 này để cho anh em giá là 300k. Mi rút 2m4, thu gọn 80cm, phát hẳn vào, và khoan lỡ xí xám. Tiếp tục mã số 9 là 300k nha. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần mi rút độ dài cái này là 2m7, pass là pass hẳn vặn, vàng khoen cũng vàng khoen lại xí xám thế này đây, độ dài 2m7 nha, vàng khoen lại xí xám, độ cứng thu gọn cái này là 80cm, thu gọn 80cm, pass hẳn vặn, vàng khoen lại xí xám, độ cứng cái này bao nhiêu đây? Rồi kệ, độ cứng cái này là 25, độ cứng 25, độ dài 2m7, chất liệu phíp, đầu rút ra đây, đầu rút ra có sơ xước chầm dâm nhẹ nha, có sơ xước chầm dâm nhẹ. Rồi mã số 10 mini rút thu gọn 80cm, độ dài là 2m7, hàng Japan, giá em là 350k. Mã số 4, mã số 10 nhé, mã số 10 350k. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cái cần mi rút, cây này là độ dài 24, chất liệu là carbon, sức tải của nó là 10 đến 50g nha, vàng khoen lỡ xí xám. Đội này thích hợp cho anh em câu hồ này, câu độ cứng 30, độ cứng 30, độ dài 24. Ngồi hình đầu rút ra chỗ này nó có bị xe xước này, cái xước sơn này. Rồi mã 11 mini rút độ dài cái này là 2m4, chất liệu là carbon, thu gọn cái này là bao nhiêu cm? Thu gọn cái này là 70cm, thu gọn là 70cm nha, phát hẳn vặn này, vàng khoen, vàng khoen lại xí xám, chất liệu là carbon. Rồi giá em là 600k, carbon 2m4, tải mồi là 10 đến 50g nha, lưu rê lóc, câu ngâm đồ đều được hết. Mã số 11 600k carbon. Tiếp tục mã số 12.
12 là một cây cần tay, 12 là một cây cần tay hàng Shimano đây. Mã số 12 DX này độ cứng tương đương 25. Cây cần tay độ dài cái này là 3m50. Cần tay độ dài 3m50 chất liệu là fib. Độ cứng cái này là 1H nha. Độ cứng cái này là 1H, thích hợp cho anh em câu cá giết siêu nhỏ nhẹ, cứng 1H này. Đấy, cho anh em câu cảm giác nha, thu gọn cái này là bao nhiêu cm để đầu rút ra cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Cần tay thu gọn lại là 60 cm. Thu gọn lại 60 cm, độ dài cái này là 3m50. Chất liệu là fib đỏ cao cấp. Rồi cái này để cho anh em giá là 230k, mã số 12, 230k cứng 1H. Thích hợp cho anh em câu cá nhỏ nha. Câu cá cảm giác. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cái cần tay thu gọn cây này cũng là 60 cm, độ dài cái này là 36. Cây này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập, ngoại hình cần thì mới long lanh, ngoại hình cần thì mới long lanh nha. Độ cứng cây này cũng vậy, độ cứng cây này là 1H luôn. Độ cứng cây này cũng 1H nha, thích hợp cho anh em câu cảm giác. Bị kẹp đọt rồi, đây đầu rút ra này. Rồi cây này cũng cứng 1H nha, độ dài 36, ngoại hình cần mới long lanh, Hàn Quốc xuất nhập. Rồi cây này để cho anh em giá là 200k, mã số 13, 3060, chất liệu là fib, cứng 1H, thích hợp cho anh em câu cảm giác, thu gọn là 60 cm, giá là 200k, mã số 13. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cây cần mini rút. Rồi, cái này là thu gọn lại là 65 cm, độ dài cái này cũng là 3m50. Cây này là dòng thuộc dòng cao cấp nha. Và cao cấp của thằng Shimano, ngoại hình cần thì dính bụi nha, nhưng bên trong rất là mới luôn. Rồi cây này cũng cứng là 1H. Đâu cây này cứng 1,5H. Cứng 1,5H này, độ dài là 3m50, hàng Shimano, chất liệu là fib đỏ, kiểu như màu ngọc bích vậy á. Bên trong này rất mới nè. Rồi mã số 14. 14 này để cho anh em giá là 250k. Cần tay độ dài là 3m50, chất liệu là fib đỏ, ngoại hình này lau chùi ra cực kỳ đẹp luôn. Mã số 14, 250k. Tiếp tục mã số 15. 15 là một cây cần tay. Một cây cần tay độ dài cái này là 5m30. Một cây cần tay độ dài là 5m30, ngoại hình càng nó có bị sơ xước cho dăm dăm đi thôi nha, dăm dăm vài điểm này nè. Rồi cần tay giả trúc, cần tay độ dài cái này là 5m30, chất liệu là fib, độ cứng cái này mấy hát. Rồi độ cứng em này là 3H, thích hợp cho anh em săn hàng, 3H nha, độ dài là 5m30, ngoại hình đầu rút ra thì mới long lanh luôn. Ngoại hình cần đút ra thì mới long lanh khỏi phải bạc. Rồi cây này để cho anh em giá là cần tay, có sơ xước dăm dăm ở chỗ đọt dưới cùng này nè, có sơ xước dăm dăm nhẹ nha. Rồi mã số 15, cần tay 5m30, cứng 3H, chất liệu là fib, chất liệu là fib đỏ nha, cao cấp, rồi này thích hợp cho anh em săn hàng. Mã số 15, 15 này để cho anh em giá là 350k, mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cây cần tay, 16 là một cây cần tay độ dài cái này là 2m50. Cần tay độ dài 2m50 hàng Olympic Japan, độ dài là 2m50 nha, chất liệu là fib, đây ngoại hình cần. Người ta đã cũng chỉ lại nè. Độ cứng cái này mới hát. Rồi độ cứng em này là 2,5H, độ cứng 2,5H, độ dài là 2m50, chất liệu là fib. Cần tay giả trúc chất liệu cần tay hàng Olympic Japan chứ. Rồi, mã số 16. 16 này để cho anh em giá là 200k. Cần này có cũ theo thời gian nha. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần tay. 17 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 4m40. Cần tay giả trúc chất liệu 4m40, ngoại hình cần có sơ xước đây. Đây, đây. Đây nè. 4m40 nha, chất liệu là fib. Độ cứng cây này mấy hát. Rồi độ cứng cây này là 1,5H, độ dài là 4m40, đầu rút ra nè. Cái sơn có gừng gừng nhẹ nha. Đấy rồi. Cây này để cho anh em giá là 250k, cần tay giả trúc chất liệu fib, độ dài là 4m40. Ngoại hình cần có xe xước. Cây này để cho anh em giá là 250k, mã số 17. Cây này là của thằng Daiwa Japan, hàng nội địa Nhật nha. 250k, mã số 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần sút. 18 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cây này là 2m4, pad là pad Fusisic. Đấy, ngoại hình cần, độ dài 2m4, dàn khoan lỡ xí xám. Loại này thích hợp cho anh em lưu relock câu ngâm lăn xe. Rồi.
Sút 24 Pat Pussy dàn khoan lợi xí xám, độ cứng cây này bao nhiêu đây? Rồi độ cứng cây này là 25-27 nha, thích hợp cho anh em lưu relock, con ngâm, lăn xe gì đều được hết. Mã số 18 này để cho anh em giá là, cây này là của thằng Daiwa Japan nha. Cây này để cho anh em giá là 330k, mã số 18, 330k. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cây cần sút, 19 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 3m. Sút 3m nha, Pat là Fuji FF7. Dàn khoe này, dàn khoe lại xí xám, loại này thích hợp cho anh em con ngâm này, lăn xe. Con ngâm lăn xe, cái này cứng bao nhiêu đây? Rồi cái này cứng cứng 20-25, cứng 20-25, độ dài 3m nha, đầu rút ra đây. Đầu rút ra nước chân là nước sơn cũng còn khá đẹp, có sơ xước chậm chậm nhẹ thôi. Rồi. Sút mini sút độ dài là 3m. Hàng nội địa Nhật của NGK, dàn khoan lợi xứ xám, Pat Pussy, mã số 19. Giá cái này là 350k, mã số 19 350k. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần sút, 20 tiếp tục là một cây cần sút, ngoại hình cần là rất là mới luôn. Pat là Pussy FF6 hàng Japan. Này, độ dài 2m7 này. Dàn khoan lợi xứ xám thế này đây. Rồi cái này cứng bao nhiêu? Cái này cứng 25, độ dài 27, chất liệu phíp, đột rút ra đây. Đột rút ra nước sơn còn khá mới, dàn khoan lợi xứ xám. Rồi, Pat Pussy, mã số 20. 20 này để cho anh em giá là 350k. Pat Pussy, độ dài 27, dàn khoan lợi xứ xám, 350k. Mã số 20, ngoại hình càng rất mới. Có sơ xước một nhịp điểm nhỏ chỗ này thôi này. Rồi, mã 20, 350k. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. 21 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, cây này là của thằng Shimano Japan. Shimano Japan, Pat là Pat Fusik. Pat khoan Fusik. Khoan là khoan Fusi. Độ dài cái này là 1.8. Mã cốt thẳng hồi. Cây này là len của nó là 6 đến 14 IP, còn lure là 7 đến 18 gram nha. Độ dài 1.8. Pat là Fuji nha, à Pat là Shimano nha, Pat On này, Shimano Pat On này, dòng khoan là khoan Fuji này. Rồi hai khúc độ dài 1.8, chất liệu là carbon. Độ dài 1.8, chất liệu là carbon nha. Cây này là lure máy đứng. Độ cứng là ML. Tải mồi là 7 đến 18 gram. Rồi mã số 21, 21 này để cho anh em giá là 1.2, 1.2 nha. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một cái cần 2 khúc. 2 khúc chất liệu là phíp đặc siêu bày nậu đồng cổ đá, độ dài cái này là 1m65. Dàn khoe nó đây. Dàn khoe là dàn khoe inox thế này nha, 2 khúc phíp đặc, loại này là cực kỳ bền luôn. Loại này anh em cũng có thể cẩu cá tra cũng được nha. Loại này anh em câu biển, câu sông gì cũng được hết. Rồi. Cái này rất là dẻo luôn, sức tải là khoảng 7 kg. Rồi 2 khúc độ dài 1m65, chất liệu là phíp đặc siêu bày, nặng là 160g. Mã số 22. 22 này để cho anh em giá là 250k. Hai khúc phíp đặc siêu bày nậu đồng cổ đá hàng nội địa nha. 250k. Tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục cũng là một cây cần 2 khúc. Một cây cần 2 khúc đây qua. 2 khúc đây qua. Pat là pat thẳng vặn thế này đây, dàn khoe đây. Dàn khoe cũng dàn khoe inox nha. Dàn khoe inox. Rồi hai khúc phíp đặc siêu bày nậu đồng cổ đá, độ dài 1m65, chất liệu là phíp đặc. Loại này cũng thích hợp cho anh em tải cá tầm khoảng 7 kg. Loại này thích hợp tải cá tầm khoảng 7 kg nha. Lure lóc, câu ngâm, câu mực, câu tôm, câu gì cũng được hết. Hoặc là trong là ai phá, ai mà hay bị gãy cần câu là quốc cây này là rất là bền. Độ nặng của nó là 160g. Rồi mã số 23, 250k. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, một cây cần 2 khúc, độ dài cây này là 5, độ dài cây này là 2m10, cứ độ dài cây này là 2m4 nha, cứng 50, độ dài 2m4, Pat là Pat Fuji FF7. Đây, dàn khoan là vàng khoan Fuji Six đây. Dàn khoan Fuji Six nha. Cây này là 2m4, thích hợp cho anh em lưu rê biển, câu ngâm. Câu ngâm lăn xe nha, độ dài 2m4. Đấy. Hai khúc. Hai khúc câu ngâm lăn xe, độ dài 24 nè, cứng 50, độ dài 24, hàng Olympic Japan, chất liệu là carbon.
bắt là Fuji. Ngoại hình càng thì rất là đẹp luôn. Ngoại hình càng rất là đẹp nha. Rồi mã 24. 24 chất liệu là carbon hai khúc nha, lure mấy lure câu ngâm lăn xê gì đều được hết. Loại này lure thì thích hợp cho anh em câu lure hạng nặng hoặc là lure biển. Còn giá em này là 1,2 triệu. 1,2 triệu nha. Khoan xích. Nhầm đây chứ, cầm nhầm đột nha. Đây nó đây, 24 đây, 24 cây này cũng cứ 50 đây, nó đây khoan xích đây nha, khoan xích này. Hồi nãy em cầm nhầm tăng cần nha. Rồi cây này giá là 1,2 triệu, mã số 24 hai khúc. Đây qua Thái Lan xuất Nhật, đây qua Thái Lan xuất Nhật nha. Tem đỏ, độ dài 24. Rồi này thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xê, câu biển. Bát là đây qua Fuji, bát là đây qua Fuji nha, chào khoe là Fuji Six hai khúc, rồi giá là 1,2 triệu, mã số 24. Tiếp tục là mã 25. 25 là cái khúc hồi nãy em like nhé. 25 là một cái cần hai khúc, độ cứng 50, độ dài 24 đây. Dàn khoen này là dàn khoen Fuji thôi, dàn khoen Fuji nha, thích hợp cho anh em câu ngâm, câu bè, câu cá tra, câu ngâm bè, câu cá tra nha, hai khúc hoặc câu biển. Cứng 50, độ dài 24, hàng Olympic Japan. Rồi cây này mã số 25, hai khúc, dàn khoen Fuji, bát Fuji, ngoại hình càng đây. Cứng 50, độ dài 24, hàng Olympic Japan. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,1 triệu. Mã số 25, giá là 1,1 triệu. Tiếp tục mã số 26. 26 là tiếp tục là một cái cần hai khúc. 26 tiếp tục là một cái cần hai khúc đây qua. Cứng 120, độ dài 24. Carbon hai da Kenasi nha. Kenasi cần này thích hợp cho anh em câu đáy biển, cần cực kỳ đẹp luôn. Bát là Pusi FVF22. Rồi dàn khoen là Six, dàn khoen Pusi Six nha. Carbon hai da sấn vào, thích hợp cho anh em câu đáy biển, câu cẩu cá tra, nói chung là anh em đánh hàng nặng á. Loại này câu ngâm lăn xê gì đều được hết nha, câu ngâm lăn xê gì đều được hết, thích hợp cho anh em săn hàng câu cá hàng nặng. Mã số 26 hoặc là anh em câu bè. 26 này để cho anh em giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu nha. Kenasi hai da đây qua cực kỳ xịn sò luôn, cứng 120, độ dài 24, giá là 2,8 triệu, mã số 26. Đây carbon hai da sóng bầm nha, Kenasi đây qua Japan. Dòng này dòng siêu khủng á, siêu săn hà. Rồi tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 3 mét. Dòng này là dòng Super này, Alpha Techco hàng Japan. Đây cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3 mét, dòng Super đấy. Rồi cây này để cho anh em giá là 250k. Độ cứng cây này mấy hát? Rồi độ cứng cây này là 1,5 hát, chất liệu là phíp. Đấy đầu phút ra này, đầu phút ra khá đẹp này. Rồi mã số 27, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3 mét. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k, mã số 26, 27 chứ. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần tay, hàng cũng độ dài là 3m1, hàng đây qua Japan. Cần tay giả trúc độ dài là 3m1, ngoại hình cần thì cũng rất là đẹp, dòng phao cần này cũng cao cấp. Rồi cái này là cứng là 1,5H, cứng 1,5H, đột rút ra nước sơn còn khá đẹp này. Đột rút ra nước sơn còn khá đẹp và bóng loáng luôn này. Rồi mã số 28, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài cái này là 3m1. Mã số 28. 28 này để cho anh em giá là 28. Rồi cái này để cho anh em cũng giá là 250k, đây qua Japan, độ dài 2m1, 3m1 nhé. Tiếp tục mã số 329. 29 là một cây cần tay. 29 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2m7, cần tay giả trúc chất liệu là giả trúc kiểu màu đen thế này nha, ngoại hình cần có sơn xước đây. Độ dài là 2m7, cây này là của thằng Shimano Japan, cần siêu nhỏ nhẹ.
độ cứng cây này mấy h. Rồi độ cứng cây này là 3h, độ cứng 3h, độ dài 2m7 nha. Thích hợp cho anh em công đây câu đài. Thích hợp cho anh em săn hàng, độ dài là 2m7, độ cứng là 3h, nguồn hình cần có sản xuất hàng Shimano. Nay độ chuẩn nó rất là cao. Rồi cái này để cho anh em giá là cũng 250k, mã số 29. Tiếp tục mã số 30. 30 là một cây cần ISO khoai nhỏ. 30 là một cây cần ISO khoai nhỏ, độ dài cây này là 2m7. Bắt là Fuji FF6, dàn khoe này. Dàn khoe là Fuji ISO nhỏ, ngoại hình cần thì đầu cút ra là kiểu màu ngọc bích thế này nha. ISO khoai nhỏ cần tay trợ máy, đây đầu cút ra là kiểu ngọc. Đấy. Kiểu này. Rồi cái này là đột ngột, độ dài 2m7, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. Ngoại hình cần còn khá mới, bắt là Fuji FF6. Rồi mã số 30. 30 này để cho anh em giá là 300k, đột ngột, độ dài là 2m7, chắc liệu là fit 300k, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 cũng tiếp tục là một cây cần ISO, một cây cần ISO khá nhỏ, độ dài cái này là 38, pass là Fuji. Đây người ta đã cuốn chỉ thế này nha, cuốn chỉ lại thế này, kín thế này luôn. Dài khoe là Fuji ISO nhỏ. Rồi ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy, khoe pass là Fuji. Cái này là cũng đột một. Đột một, độ dài cái này là 380, chất liệu là fib. Đột khúc ra thì nước sơn có bị gượng gượng này. Đột khúc ra nước sơn có bị gượng 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 lên nhiều nha. Rồi cái này cũng để cho anh em giá là 300k. ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy, khoe pass Fuji. Mã số 31 giá là 300k. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cái cần ISO khoe nhỏ. 32 tiếp tục là một cái cần ISO khoe nhỏ, độ dài 2m7, pass là Fuji FF6. ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy, khoe pass Fuji và khoe là Fuji ISO nhỏ. Rồi cái này là đủ đột máy. Đột 3, độ dài là 2m7, ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy. Ngoại hình cần có sản xuất nhẹ chỗ này thôi. Rồi mã số 32. 32 này cũng để cho anh em giá là 300k. ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy, độ dài là 2m7, đột 3, giá là 300k, mã số 32. Tiếp tục mã số 33. 33 là một cây cần tay, một cây cần sút. 33 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 36, pass là Fuji FF7, dàn khoen là xứ xám thế này đây, ngoại hình cần. Ngoại hình cần có sơ xước này. Đấy, xước này. Rồi, sút 3m60, pass là Fuji, dàn khoen là xứ xám. Rồi, cái này cứng bao nhiêu đây? Cái này là cứng là 25, cứng 25, độ dài cái này là 3m60, đầu khúc ra nước sơn còn khá mới này. Ngoại hình cần này có sơ xước một điểm nhỏ này thôi. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k, suit 36, pass Fuji, dàn khoen lợi xứ xám, 350k, mã số 33. Đây dàn khoen nó đây, mới tinh luôn nha. Rồi tiếp tục, mã số 34. 34 là tiếp tục là một cây cần suit, độ dài là 39, pass là Fuji FF8, ngồi hình cần đây. Ngồi hình đằng thì có cũ theo thời gian nha, độ dài là 39 chứ, pass là Fuji đề ba là Fuji gặp, còn lại là khoan chạy là xí xám nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 450k, độ cứng cây này là 25, độ cứng 25, độ dài 39, thích hợp cho anh em câu ngâm ngân xe. Nhiều hình cần có rút ra là có rất sơ xước rất là nhiều bên này này, nên để cho anh em giá là 450k nha. Đây đề ba là Fuji xí xám, pass là Fuji, mã số 34, khoe pass Fuji, độ dài là 39, độ cứng 25, mã số 34, giá là 450k. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cây cần 35. 35 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cây này là 39, pass là Fuji FF7. Sút 39, pass Fuji FF7, dàn khoen này, dàn khoen nhờ cũng dàn khoen là ở xứ xám. Đây, ngoại hình cây cần này cây nữa. Rồi cây này là rất là dẻo nha, cây này là cứng 20-25 thôi, rất là độ dẻo cực cao. Loại này anh em câu câu ngâm hoặc anh em về hạ làm cần tay săn hàng cũng rất là ok. Rồi, dàn khoen là ở xứ xám, pass là Fuji FF7, ISO sút chứ, sút 39. Rồi cây này để cho anh em giá là 360k, mã số 35, 360k, 39, pass Fuji, dàn khoen là ở xứ xám. Rồi tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây cần tay. 36 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 4m20. Cần tay độ dài 4m20, chất liệu fib, ngoại hình cần đây. Ngoại hình cần thì rất là đẹp màu, cái này rất là lạ luôn nha. Có sơ xước dăm dăm nhẹ chỗ này. Rồi mã số 35. 35 này cứng mấy h?
35 này cứng là 1,5H, chất liệu phíp đọt rút ra này, đọt rút ra nước sơn cũng còn khá đẹp. Rồi, cần tay nước sơn còn khá đẹp, độ dài là 4m20, cứng là 1,5H. Thật cho anh em câu chép Luffy mã số 37, hoặc câu cá diếp 36 chứ, để anh em giá cái này là 240k, mã số 36. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài 2m7, cần tay độ dài 2m7, chất liệu là phíp, đèn gần siêu nhỏ nhẹ, thích hợp cho anh em câu cá diếp, cá mưa, chung là câu cá nhỏ nhỏ thôi, cực kỳ nhỏ luôn nha. Cứng cây này là 1,5H, độ dài 2m7, siêu nhỏ nhẹ, siêu nhẹ. Mã số 37 này để cho anh em giá là 200k. Cần tay giờ, cần tay độ dài 2m7, dòng tim vàng hàng Sapa, 200k mã 37. Tiếp tục mã số 38. 38 tiếp tục là một cây cần tay. 38 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 3m. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m. Đây, ngũ hình cần. Mã 38. 38 này cứng mấy H? 38 này cũng cứng là 1,5H, đọc hình tháp thế này đây, đọc hình tháp nha, cứng là 1,5H. Đọc rút ra này. Rồi, cần tay giả trúc độ dài là 3m, chất liệu phíp, dòng này thì rất là ngon, Shimano. Khắc tem rất là đẹp, cây này để cho anh em giá là 280k, mã số 38. 280k, 38, độ dài 3m. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cái cần sút, độ dài cây này là 3m, Pat Fushi FF6, vàng khoen đây. Vàng khoen là ở xứ vàng khoen hãng của nó đây. Viền là viền nó bằng inox nha. Rồi cái này cứng bao nhiêu? Cái này là cứng là 30, cứng 30, độ dài cái này là 2m7. À cái này 3m chứ. Thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe. 3m. Pat là Fushi FF6, vàng khoen là vàng khoen hãng thế này. Rồi mã số 39. 39 này để cho anh em giá là 280k. 280k nha, Pat là Fushi. Vàng khoen là xứ xám. Cứng 30. Khoan lỡ cái này là bằng inox chứ không phải xứ xám nha, inox. Bằng inox 280k. Mã số 39. Tiếp tục mã số 40. 40 tiếp tục là một cây cần sút, 40 tiếp tục là một cây cần sút, ngựa hình cần có sơ xước đây. Pat là Fushi FF7, vàng khoan này. Vàng khoan lỡ xứ xám. Rồi. Cái này cứng bao nhiêu đây? Mã số 40. Cái này là cứng là 2 cứng 25, độ dài là 3m, chất liệu là phíp, đầu rút ra đây. Rút ra nước sơn cũng còn khá có bị xước chậm chậm rất là nhiều đây. Nên cái này để cho anh em giá là 300k nha. Độ dài là 36, Pat Fushi, dạng khoen là xứ xám. Cần xước đây. Còn giá em này là mã số 40, giá là 300k. Tiếp tục mã số 41. 41 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài là 4m20, Pat là Fushi FF7, ngồi hình đây. Cây này là chất liệu là phíp đỏ nha. Chất liệu là phíp đỏ. Hàng cây này là của thằng Daiwa Japan, vàng khoen là ở xứ xám này. Vàng khoen là ở xứ xám, hàng nội địa Nhật nha. Cây này là cứng bao nhiêu đây? Rồi, cây này là cứng là 2730, 2730, độ dài cây này là 4m20. Đây đầu khúc ra này. Đầu khúc ra nước sơn cũng còn khá đẹp bóng loáng luôn này. Rồi, cây này để cho anh em giá là 550k, mã số 41. Và khoan là ở xứ xám. Pat là Fushi, độ dài 4m20, giá em này là 550k, chất liệu là phíp đỏ. Thích hợp cho anh em đánh bạc biển rồi nha. 4m20, 550k, mã 541. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cây cần tay. 42 tiếp tục là một cây cần tay hàng Olympic Japan, độ dài là 2m50, ngoại hình cần có sơ xước đây. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m50. Độ cứng cây này mấy H? Độ cứng cây này là 1,5H nha, độ dài 2m50, đầu rút ra khá đẹp. Rồi, mã số 42. 42 này để cho anh em giá là 200k. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m50, mã số 42 giá là 200k. Tiếp tục mã số 43. 43 tiếp tục là một cây cần tay. 43 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 3m50. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m50, ngoại hình cần có sơ xước chăm chăm nhiều nè. Có sức chạy dầm nhiều nha. Rồi mã số 43, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 3m50, độ cứng cây này mấy H? Rồi độ cứng cây này là 1,5H, độ dài là 3m50, đọt rút ra này. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 3m50, mã số 43. Cây này để cho anh em giá là 230k.
mã số 43 tay cầm là cũng chỉ thế này nha. Dòng cần này chưa lau chùi nè, để lau chùi ra cũng còn bóng. 230k mã số 43. Tiếp tục mã số 44. 44 tiếp tục là một cây cần tay, 44 tiếp tục là một cây cần tay. Lòng này thì thôi siêu xịn sò, độ dài là 2m4 đấy. Phô cần cực kỳ cao cấp luôn nha, phô cần cực kỳ cao cấp này, tính kim tuyến gì này. Rồi cái này nó bị 2m4, nó bị kẹp đọt nha. Cái này nó cứng tới 4-5H gì á, cứng 4-5H nó bị kẹp đọt nha. Độ dài 2m4, chất liệu là phíp. Rồi mã số 44, 44 này để cho anh em giá là 300k, 300k nha. Phô cần cực kỳ cao cấp, cứng là 4-5H gì á. Mã số 44 giá là 300k, 300k. Tiếp tục mã số 45. 45 là một cây cần ISO di trong, 45 là một cây cần ISO di trong hàng Shimano. Dòng này thì anh em câu ISO là nó rất thích này. Pad là Fuji FF6, ISO di trong xịn xịn sò, độc 1.5, độ dài là 5m25. Đây, đề ba của nó là khoan Fuji nha. Đây, đầu bô cũng là Fuji. Rồi chất liệu là carbon sáng bằng, độ dài là 5m25. Chất liệu là carbon sáng bằng này. Rồi mã số 45. 45 chất liệu là carbon sáng vòng, độ dài là 5m25, độ 1.5, ISO dây cao. Rồi cây này giá là 1.8 triệu, Shimano Made in Japan, giá là 1.8 triệu nha. Pad là Fuji FF6, giá là 1.8 triệu, mã số 45. Ngoại hình cần thì mới long lanh, chưa một vết xước luôn, giá là 1.8 triệu, mã số 45. Tiếp tục mã số 46. 46 tiếp tục là một cây cần ISO cây nhỏ, 46 tiếp tục là một cái cần ISO cái nhỏ. Ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm đây. Pad là Fuji FF7, đầu 3, độ dài là 5m35 và khoan là Fuji ISO nhỏ. Chất liệu là carbon sáng vòng, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy. Anh em về là cần tay cũng rất ok nha. Rồi em này là độ cứng tương đương là đầu 3. Rồi độ cứng em này tương đương là 3H á. Độ cứng tương đương 3H nha, chất liệu là carbon sáng vòng. Cây này thì lau chùi ra cũng còn rất là mới nè, có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Cái này lau chùi lại này, đây có chỗ nào nó có sơ xước châm châm nhiều này. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji. Cái này để cho anh em giá là 900k, độc 3, độ dài 5m30, hàng nội địa Nhật, carbon sân vòng, mã số 46, giá là 900k. Tiếp tục mã số 47. 47 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ, 47 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ, cũng độ 3, độ dài là 5m40, chất liệu là carbon hai da này, chất loại carbon hai da này, hai da sáng ít này. Pad là Fuji FF7. Rồi rồi đầu rút ra này, đấy đầu rút ra thì nó là sáng vòng nha. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji và khoan là Fuji ISO nhỏ. Cái này cứng cỡ tầm mấy hát? Rồi cái này cứng tầm khoảng là cũng 3H nha. Độ cứng tầm khoảng 3H, độ dài là 5m40, độc 3, chất liệu là carbon sáng vào. Rồi mã số 47. 47 này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Dưới này là nó hai da này, ở chỗ thân gốc này nó hai da này. Rồi độc 3 nha, độ dài 5m4, giá là 1 triệu, mã số 47. Tiếp tục mã số 48. 48 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ. Đây, 48 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ, độ dài là 4m50, hàn Amphatico, chất liệu là carbon, dòng tem vàng, hàng nội địa Nhật, và khoan là Fuji ISO nhỏ. Pad là Fuji Fuji nha. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, ngoại hình cần thì mới long lanh, có sơ xước chấp nhâm nhẹ mấy điểm này lên TT thôi. Rồi, pad là Fuji và khoan là Fuji ISO nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji, nhưng pad nên là pad hạng chứ vặn nghe, chứ không phải là pad gập. Rồi 4m50, độ cứng cái này bao nhiêu đây? Mã số 48. Rồi cái này 4m50, độc. Độc em này là độc 3, nhưng mà cây này cứng ra tầm 2.5H thôi. Cứng 2.5H, chất liệu là carbon sáng vòng. Ngoại hình độc rút ra thì rất là mới luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.2 triệu nha. Mã số 48. Hàng này là hàng hàng đấu giá. Hàng đấu giá nha, giá là 1.2 triệu, mã số 48. Tiếp tục mã số 49.
Rồi 49 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ dài cái này là đầu khai độ dài 5m, chất liệu là carbon, pad là fuxi, carbon hai da nha. Chất liệu là carbon hai da sáng X nè, carbon hai da sáng X. Nhập phép. Rồi đây. Chất liệu là carbon hai da sáng X nè, ngoại hình đầu quốc ra mới long lanh. Rồi mã số 49, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, chất liệu là carbon hai da sáng X. Rồi. Cái này cứng cỡ tầm mấy hát? Rồi cái này cứng cỡ tầm khoảng là 2,5 hát. Rồi chất liệu là carbon hai da và khoan là fuxi ISO nhỏ hai da sáng X này, cần rất là đẹp luôn. Rồi cái này giá là 1,6 triệu, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad fuxi, hàng nội địa Nhật, carbon hai da, giá là 1,6 triệu. Anh em về làm hạ cần tay nha, loại này hạ cần tay cũng rất là hay. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, giá là 1,6 triệu, mã số 49. Tiếp tục mã số 50. 50 là một cây ca, rồi cầm một cây chống cần nha, cống cần câu đài, câu ngâm, câu lăn xe nha. Đây độ dài cái này là bao nhiêu đây? Cái này độ dài khoảng 2m nha, độ dài 2m cắm cần câu nè, độ dài 2m. Cắm cần câu có mũi nhọn này đấy. Rồi mã số 50, cắm cần độ dài 2m, chất liệu là phíp, cái này để mới long lanh, cái này để cho anh em giá là 200k, mã số 50. Tiếp tục mã số 51. 51 là một cái cần ISO khoan lớn, 51 là một cái cần ISO khoan lớn, độ dài cái này là 4m50, pad là pad hãng luôn nha, pad hãng. Dàn khoan ở đây, dàn khoan là dàn khoan lỡ xíu xám. À, khoan fuxi ISO lớn chứ. Dàn khoan ISO khoan lớn nha, cái này khoan hãng chứ không phải là khoan fuxi. Rồi, em này là đột máy này, đột 3, độ dài cái này là rồi, cái này đột 3 đột 4 chứ. Độ 4, độ dài là 4m50, chất liệu là carbon sáng vòng, mã số 51, ISO khoan lớn, dàn khoan là dàn khoan hãng, pad là pad pad hãng luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 800k, mã số 51, 800k. Tiếp tục mã số 52. 52 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ 1.5, độ dài 5m30, pad là fuxi F6, dàn khoan là fuxi ISO nhỏ. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, Daiwa Sapan nha, dòng đời cao, đột 1.5, độ dài 5m30. Rồi cái này là đột, độ cứng cái này là 2,5H, độ cứng cái này 2,5H, đột ngọt, chất liệu là carbon sáng bọc, đột quốc ra này, đột quốc ra ngoại hình cần mới long lanh luôn, mã số 52. 52 này, Daiwa Sapan, cái này để cho anh em giá là 1,2 triệu. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, 1,2 triệu, đột 1.5, độ dài 5m30, ISO khoan nhỏ, giá là 1,2 triệu, mã 52. Tiếp tục mã số 53. 53 là một cây cần sút, 53 là một cây cần sút, cây này là hàng quốc sút chặt, độ dài là 4m20, pad là fuxi FF7, dàn khoan là fuxi gập, ngoại hình cần đây, sút, ngoại hình cáo sơ sút, kết hợp cho anh em đánh bạc biển nha, câu ngâm lân xe, rồi đánh lục xa bờ. 4m20, Hàn Quốc xuất nhập, cái này là cứng bao nhiêu đây? Cứng 27, độ dài cái này là 4m20, chất liệu là carbon sáng bồng. Chất liệu là carbon sáng bồng nha, đột rút ra này. Rồi mã số 53. 53 này để cho anh em giá là ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát fuxi. Mã số 53, độ dài 4m20. 53 này để cho anh em giá là. Rồi, 53 này để cho anh em giá là 900k nha. 53. Tiếp tục mã số 54. Rồi 54 là một cây cần sút, một cây cần sút tích hợp cho anh em săn hàng, cứng 30, độ dài là 39, pad là fuxi, dàn khoan là fuxi gập. Rồi cây này đây, ngoại hình cần đầu rút ra này, cây này là của thằng NFT nha, NFT, chất liệu là carbon sáng vòng, cứng 30, độ dài là 39-90, tích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe, đánh bạc biển hoặc đánh lục xa bờ. Rồi mã số 54. 54 này để cho anh em giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu, cái này là của NFT, pad là fuxi, fuxi FF7, dàn khoan là fuxi gập, giá là 1,4 triệu, mã số 54.
Rồi, cái là em lên tạm 54 khi cần về cho anh em tham khảo, chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy 0794559193. Một lần nữa chúc anh em là thật nhiều sức khỏe và gia đình em thật nhiều sức khỏe ạ.